cái lưng của chú á có một cái cục nu rất là to nha cả nhà mình. Chú có thể là vén áo lên cho cô chú anh chị khán giả xem được không chú? Cái này là bị bẩm sinh từ nhỏ cả nhà mình. Dạ. Nhìn rất là dị luôn cả nhà mình ơi, có đau nhức gì không chú? Ngô bằng đông không à? Dạ, vậy là chú bị cái cục bú này lâu rồi, từ nhỏ. Từ nhỏ rồi. Bẩm sinh. Nên là khi mà ngủ là gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn lắm. Dạ, phải nằm võng mới được chứ nằm ở dưới sàn là không có nằm được. Không, đau. Bị cắn. Dạ, thấy thương quá. Mến chào đại gia đình thân yêu. Đức Chương Thanh Thang xin chúc đại gia đình mình có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hôm nay Đức Chương Thanh Thang sẽ đưa cả nhà mình vào trong núi để tìm một hoàn cảnh của một người đàn ông có biệt danh tên là Người Ếch. Hoàn cảnh này rất là đặc biệt cả nhà. Bác ấy sống trên núi cao, sống mai danh ẩn tích trên núi luôn cả nhà. Tem của Đức Chương Thanh Thang đi được một đoạn đường rất là xa rồi, lên tới đây thì ghi hình chia sẻ đến cả nhà mình. Mong rằng chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ gặp được nhiều may mắn. Xa lắm cả nhà ơi. Hôm nay đi xa thì tem cô đi trên lên thang là không có phát gạo nha cả nhà mình. Chỉ phát được những cái thiết yếu mền mùng với lại quần áo thôi cả nhà. Những cái đồ vật nhẹ. Cả nhà mình di chuyển lên một đoạn đường rất là xa. Lên tới đây thì đi trên lên thang bắt gặp một hình ảnh của một người phụ nữ cả nhà. Cô ấy hình như là đang chặt cây hay chặt củi gì đó. Đi trên lên thang sẽ tiếp cận và hỏi thăm nha cả nhà. Chào cô. Chặt củi hả cô? Phát củi hả? Làm cỏ hả cô? Cô ơi cho cô hỏi cái tuyến đường nào mình lên nhà chú Người Ếch cô? Đi đường nào vậy cô? Đi thẳng lên đây hả cô? Dạ. Ở trên núi cao như thế này thì gặp hình ảnh của bà con người mà rất like cả nhà. Tháng mưa mình làm rẫy để mình trồng bắp hả cô? Sống gì mà cao dữ cô? Sống trên đây lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi cô? Mấy chục năm rồi. Sống trên đây cô sống một mình hay là sống với ai? Sống với hai vợ chồng. Mình ở trên đây luôn không có về làng hả cô? Cô ở trên đây luôn cả nhà không có về làng. Dạ cả nhà mình, Đôi Chân Lang Thang hôm nay chủ yếu lên thăm hoàn cảnh của bác Người Ếch nha cả nhà. Đi được một đoạn đường rất là xa lên trên đây gặp hình ảnh của cô người đồng bào đất lai miền núi. Cô đang phát rẫy cả nhà mình. Ở trên rừng trên núi như thế này á thì gặp nhau cũng là một cái duyên nha cả nhà. Ở trên đây là cô nói là cô ở mấy chục năm rồi. Ở từ xưa tới giờ dạ, luôn hả cô? Hồi nhỏ đi lớn đây nè. Dạ. Ở đây. Cả nhà mình thấy cái bàn chân của cô rất là đặc biệt cả nhà. Chân của cô bị tật hả cô? Dạ. Cả nhà mình. Cô có thể là để cái bàn chân của cô lên trên chân con được không cô? Dạ. Cô mở dép ra. Đây nè cả nhà. Chân của cô
Lạ lắm cả nhà mình ơi. Chân của cô bị sao vậy cô? Chị biết hồi nhỏ. Bị tật hồi nhỏ. Dạ. Tới hỏi thăm cô cái đường lên cả nhà. Thì cô chỉ đi cái đường này lên. Không biết là có bác người ớt ở nhà hay không? Chắc cô chưa? Dạ. Con tặng cho cô 2 ký cá cơm khô nha. Cảm ơn con. Ở trên đây là bà cô mình chỉ sống nhờ rừng núi thôi hả cô? Trồng bắp, trồng chuối hả? Có gánh xuống làng bán không cô? Không, mang hồng nội. Mang hồng nội hả? Dạ. Mỗi lần đi hết gạo đi mua gạo xa vậy đi nổi không? Đi mua cơ 20 ngàn, 30 ngàn đồ ăn, đồ ăn. Dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống làng đi chợ một lần cô? Tao cũng đi chợ đâu. Dạ, bà 4 tháng chỉ một ngày đi. Tao có tiền đâu mà đi. Dạ. Bà 4 tháng mới đi xuống làng một lần. Ừ. Vậy ở trên đây thì mình ăn những cái món ăn gì cô? Ăn là chùm ngày, là đồ đủ. Vậy đó hả? Thương dữ vậy. Nhà cô dưới con đường này đúng không? Nãy cô lên cô mới gặp á. Ừ. Dạ. Đôi chân lên thang xin phép quỷ của Mạnh Thường Quân tặng cho cô một ít tiền nha cả nhà. Cô ơi, con tặng cho cô 1 triệu nha. Dạ, đây là món quà của Mạnh Thường Quân tặng cho cô nha. Ừ. Dạ, cô có bất ngờ không? Có chứ. Có vui không? Vui, đâu có người tặng ở đây đâu. Lâu rồi, ở trên đây cô có gặp ai lạ lên đây không? Không. Dạ. Cả nhà mình, bây giờ là mời cả nhà mình đi lên cái hướng này để lên thăm hoàn cảnh của bác người ớt nha cả nhà. Tại cái tuyến đường này lúc trước tôi chung Liên Thang cũng đi ngang qua 1 lần rồi cả nhà mình. Cách đây 1 năm mấy rồi. Thôi con đi nha cô nha, cảm ơn cô đã chỉ đường nha. Chúc cho cô thật là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn em nha. Dạ. Mệt quá cả nhà ơi. Đi được 2 tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Lên trên đây tôi chung Liên Thang thấy có một cái ngôi nhà của bà con người đồng bào Rắc Lây cả nhà mình. Phải nói họ sống rất là cao luôn. Chắc có lẽ mình sẽ dừng chân tại đây nha cả nhà, nghỉ đơn nghỉ một chút xíu. Dạ, cả nhà mình di chuyển lên một đoạn đường rất là xa cả nhà. Đi được 2 tiếng đồng hồ rồi cả nhà mình. Lên trên đây tiếp tục bắt gặp hình ảnh của bà con người đồng bào Rắc Lây miền núi nè. Thấy chú ấy đang ngồi vuốt cái cây để làm gùi. Dạ. Tỉ mỉ quá hả chú ha? Mình làm mình bán hay là mình làm để mình sử dụng chú ha? Sử dụng mặn chứ. Dạ. Mặn đi rừng á. Dạ. Wow, đẹp quá ha. Đây là cái cây gì hả chú? Đây cái cây á. Dạ. Cái loài á. Cây loài. À. Dạ. Mình dùng cây này nó mới chắc đúng không chú? Chắc chứ, làm chắc biết khó á. Dạ. Chú ở trên đây lâu chưa chú? Hả? À, lâu rồi. Lâu rồi em lên qua. Mấy chục năm rồi. Cháu, chú bên hả? Chú hả? Dạ. Ừ, chắc lâu à. Hình như chú không rành về tiếng Kinh tụi con đúng không? À, chắc hơn... chắc hơn với anh nữa mà. Hơn với cháu nữa mà. Dạ. Chú không hiểu cả nhà. Chú ăn cơm chưa? Chưa ăn mà. Chứ nó cũng ăn. Làm xong này là nó đồ ăn. Không phải đồ đâu. Cảnh bế ba này này. Cảnh ba này này. Cảnh rừng á. Hái lá rừng ăn hả? À, đây. Ăn này này. Cái cảnh này này. Dạ. Ở xa quá. Xa chứ này. Cái gần khít tê này này. Dạ. Đây này này. Đây. Cái lá kia này. Lá này này. Lá xem, chú chắc con đi hái được không? Hả? Chú đó, chắc con đi hái được xem được không? Đây. Con thấy đây 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 lá lớn đây nè chú hái chú chắc con qua hái vài lá con xem thôi trải nghiệm cả nhà chú kêu rồi chú hái lá ăn không có thức ăn tại vì ở cao quá để cái lá này nè nè chú ăn lá này hả ờ nè luộc ăn á đó à, lá ua lá ua hả này chú trồng hả đây lá này nữa này lá kia này này lá bên đây này đó cái tê đó đó à cái lá chùm bao chùm bát đó hả khổ vậy đó hả ăn gì đây này. Trời ơi giới thiệu với cả nhà mình đây là cây thuốc lá này cả nhà bà con họ trồng rồi họ lấy lá họ phơi khô rồi họ lấy cái lá bắp họ bắn hút cả nhà ôi trời mưa rồi
Ở đây đôi chân linh thang thấy thị rụng rất là nhiều cả nhà. Đây nè, đây là trái thị rừng nè cả nhà mình, rất là thơm luôn. Thơm quá trời thơm luôn cả nhà. Đây nè cả nhà mình, đây là cây thị trước nhà chú nè. Trái quá trời trái luôn. Thơm quá. Chú, trái này trái thị đúng không? Ăn được không? Được chứ, để ăn được ngon á. Đâu chú ăn thử hả? Chú ăn thử con xem thử coi. Để, đây nè. Thơm quá cả nhà nè. Cả nhà mình. Tự tự như là giống trái trái hồng nha cả nhà. Đây nè. Ăn này nè, ăn bên đây nè, nè đó. Nè. Đó, ngon á. Ngon hả? Đó, nè. Cái con rắn ăn chứ này. Yeah. Cái tay nó đó. Đó, tay nó cái con sót vậy đó. Dạ. Yeah. Con sợi đó ăn á, đây, ngon này ngon á. Dạ. Trời ơi, khổ quá. Để ăn luôn nè là. Bà con người đồng bào rất lây sống núi cao nha cả nhà, rất là cao luôn. Lên tới đây mưa luôn rồi. Mưa. Là chú trồng thuốc là chú tự phơi, tự vắng, tự hút luôn hả? Tôi phơi này nè. Nước tôi là phơi á, nước tôi là phơi cái núi kia á. Dạ. Cái núi lửa á. Dạ. Nhưng lửa là phơi á. Dạ. Mưa lớn rồi cả nhà ơi. Chắc có lẽ là xin dừng chân tại đây luôn cả nhà. Đó. Năm nay nè. Dạ. Mưa. Chú vô tính cả nhà gần gũi thân thiện. Đây, lên trên đây gặp nhau là một cái duyên cả nhà, để tặng cho chú cá khô để chú có thức ăn. Anh bầu lấy cho em một cái cá cơm khô ơi. Ăn lá rừng thấy thương quá. Dạ, con tặng cho chú một ký cá cơm khô nha. Xung quanh ngôi nhà của chú có lá vàng không? Không. Không có hả? Vậy chút xíu nữa lấy cá là mình nấu mình ăn cơm ha. Dạ. Thích không? Thịt chứ, sẵn thịt. Chú không rành tiếng Kinh nhiều cả nhà. Rồi ngồi muốn quà một ký cá cơm khô thì xin phép Mạnh Thường Quân tặng cho chú 1 triệu nha cả nhà. Mưa chú cảm ơn người này nè. Dạ con tặng cho chú 1 triệu nha. Chú có biết tờ 500.000 không? Biết. Biết hả? Dạ. Rồi tặng cho chú để chú mua gạo nha. Dạ. Nhà chú còn gạo không? Dạ bắt tay hả? Cảm ơn. Dạ. Mưa lớn rồi cả nhà. Mưa lớn chứ. Đi chân lên hang tắt máy nha cả nhà. Tại mưa là quay phim không được cả nhà. Ướt máy quay. Dạ. Thấy thương quá cả nhà ơi. Cả nhà mình đang lạc lõng vào trong một cái khu rừng sâu cả nhà. Ở đây tôi chỉ nhìn thấy có một cây ổ xỉa. Trái nhìn ngon quá cả nhà ơi. Người bạn của đôi chân lên thang hái. Xin nha anh vào nha. Phải xin đàng hoàng á. Dạ cho con xin 2 trái ổi. Núi rừng cho 2 trái ổi nha. 3 người xin 2 trái vậy. 3 trái. 3 người mà xin được 2 trái à cả nhà. Nhìn ngon quá hên bầu ha. Mời cả nhà nha, ăn thử nha. Chín luôn hả? Quá trời ngon ha. Mời cả nhà nha. Ổi xỉa ở núi rừng ăn rất là ngon cả nhà. Ngọt chứ, thơm quá cả nhà ơi. Bây giờ tiếp tục di chuyển thôi. Video này hơi dài chút xíu, cả nhà chịu khó xem hết video nha cả nhà. Ở trên rừng trên núi như thế này thì có điều gì thú vị, vui vui đi chung lên thang sẽ ghi hình chia sẻ đó cả nhà mình xem giải trí ha. Không thể tin rằng ở trong một cái thung lũng núi lại có một cái miếng đất rất là bằng phẳng cả nhà mình. Phải nói rất là cảm phục bà con người đồng bào rất lây miền núi. Họ rất là giỏi, rất là chịu khó. Họ sống trên đây thì họ trồng mì nè cả nhà. Đôi chân lên thang thấy có những đám mì và những cây điều. Ở trên đây thì đôi chân lên thang thấy có cái nguồn nước cả nhà. Rồi họ tìm nơi nào mà có suối có nguồn nước thì họ canh tác nha cả nhà mình. Họ cất nhà rồi họ trồng trọt họ ở. Đây nè, ở đây có một cái rẫy bắp rất là tốt luôn nè cả nhà mình. Nhưng mà chưa có trái. Phía bên đây là có mùn nguyên một cái vườn điều luôn cả nhà mình ơi. Bây giờ sẽ di chuyển lên trên đó cả nhà.
mình xin phép mình đi qua ha. Sẽ đóng cửa lại cho họ nha cả nhà. Wow, cả nhà mình thấy họ trồng điều á, rất là nhiều luôn. Họ phát ra nhìn rất là trống trải và sạch sẽ. Bây giờ lang thang thấy có tiếng người hú cả nhà. Mệt không hai người bạn đồng hành? Cũng hơi mệt chứ. Đi mấy tiếng đồng hồ rồi mà. Sớm giờ là dừng chân 4-5 chập rồi cả nhà mình. Ở đây có một cái ngôi nhà của bà con người đồng bào Rắc Lây nè. Chắc có lẽ là chủ đám bắp bên kia và chủ đám điều bên này sẽ tiếp cận và hỏi thăm nha cả nhà. Ở đây thì Trinh Linh đang thấy họ có nuôi một con heo, hai con cả nhà. Nhìn những chú heo rất là tội nghiệp. Wow, chào chú. Nhà chú đây đó hả? Ở nhưng mà xa dữ rồi chú. Ở xa quá vậy? Có đất làm ăn. Không có đất làm ăn lên trên đây hả? Canh tác hả? Chú sống đây lâu chưa chú? Được 3-4 năm. 3-4 năm rồi. Chú có nhà dưới làng không? Có nhà thiệt đất. Nhà đất hả? Dạ. Đa phần là sống trên đây chứ không có về dưới làng. À, có về tháng xuống một lần. Tháng xuống một lần. Vậy là mua những cái thiết yếu lên trên đây dự trữ. À, mua ít rồi. Có lên đây ăn. Dạ. Bắp thì có bắp, ăn bắp à. Dạ. Dạ, cả nhà mình đưa chân lên thang lại bắt gặp tiếp tục thêm một hoàn cảnh của bà con người đồng bào Rắc Lây nữa cả nhà. À, chú này chia sẻ là chú có nhà dưới làng nhưng mà chú khổ nhà đất. Nên là đa phần là ở trên đây trồng trọt rất là nhiều cây ăn trái. Dạ, cũng thấy chú trồng điều rất là nhiều hả chú? Điều này mình có trái chưa? Chưa. Dạ. Cái rẫy bắp bên kia cũng là của chú luôn hả? Ờ, của ông ta. Của ông ta hả? Bắp. Dạ. Quay sơ bên trong ngôi nhà của chú người đồng bào đất này cho cái nhà mình xem nè. Họ sống rất là đơn sơ. Ủa? Chú ăn cơm chưa? Chưa. Chú tên gì? Dạ, Màu. Tên Màu, dạ. Ừ. Chú năm nay chú được bao nhiêu tuổi rồi chú? Sinh năm 79. Sinh năm 79, dạ. 40. Ở trên đây một tháng về một lần thôi. Ừ. Dạ. Mình có làm công việc gì để kiếm tiền không chú? Không làm việc ở đâu. Có trồng bắp, trồng chuối không? À, chuối, bắp. Dạ, rồi mình có hái bắp, hái chuối xuống làng bán không? Có, con chuối già xuống. Dạ. Chứ ở trên đây trồng trọt thôi chứ không có làm công việc gì cả. À. Dạ, làm rẫy, sống qua ngày hả chú? Dạ. Sống nhờ vào ruộng núi hả chú? Dạ. Cả nhà gặp nhau cũng là một cái duyên nha. Đưa chân thang xin phép cả nhà mình là trích quỹ Mạnh Thường Quân ra tặng cho chú 1 triệu nha cả nhà, để cho chú có tiền mua gạo. Dạ, tại vì thời gian cũng có giới hạn cả nhà. Hiện tại bây giờ là 2-3 giờ chiều rồi. Đưa chân thang còn di chuyển cái tuyến đường rất là xa nữa. À, lên trên thăm bác người ếch rồi đi chân thang di chuyển về rất là xa xôi cả nhà. Chắc có lẽ là hôm nay là về tối cả nhà mình ơi. Nên là tranh thủ thời gian. Dạ, con tặng cho chú 1 triệu nha. Ở rừng núi như thế này gặp nhau cũng là một cái duyên nha chú ha. Dạ, tặng cho chú 1 triệu. Xem như là cái món quà tinh thần à chú ha. Cảm ơn. Dạ, nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, thôi con xin phép chú con đi nha. Tại vì con đang gấp quá. Dạ, chúc cho chú có thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Di chuyển một đoạn đường rất là xa nữa cả nhà mình.
trời mưa cũng khó đi quá. Lên tới nơi nhà bắt cái người ếch, tôi chân thang sẽ ghi hình chia sẻ đến cả nhà mình nha. Dạ. Tới nơi rồi cả nhà ơi, nghe tiếng chó sủa rồi. Mừng quá. Mũi rất là nhiều luôn cả nhà mình. Lúc nãy giờ đi là mũi chích hai bên tay rất là nhiều. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Đây cả nhà mình, hình ảnh của chú người ếch đây rồi. Đấy cả nhà mình thấy á, lưng của chú ấy á, là có một cái cục bú, cục u. Nhìn chú rất là nhỏ con và lùn nữa, nên là người dân họ đặt cho chú là biệt danh người ếch sống ẩn danh trong rừng sâu trên đồi núi cao. Cả nhà mình, Đôi Chân Lang Thang chia sẻ với cả nhà mình là hoàn cảnh của chú Đôi Chân Lang Thang đã đến thăm một lần rồi. Dạ, hôm nay là quay trở lại thăm hoàn cảnh của chú. Khá là lâu rồi cả nhà, một năm mấy, hai năm rồi mới quay trở lại. Dạ, Đôi Chân Lang Thang chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị khán giả trong nước và ngoài nước xem, những ông bà cô chú anh chị chưa biết đến cái hoàn cảnh của chú người ếch. Dạ, Đôi Chân Lang Thang sẽ mở đầu lại từ đầu để cho cả nhà mình hiểu về cuộc sống của chú người ếch. Dạ, chú sống trên đây ẩn danh một mình, không vợ không con. Con nhà ta không thích đâu. Dạ, mình là gua, lưng gua đó, không thích. Dạ, lưng gù nên là người ta không có thích chú, nên chú không có lấy vợ. Không. Dạ, lê vợ nó sống bên nhau đồ khô á. Dạ. Thấy thương quá à. Chú sống trên đây từ nhỏ. Dạ. Nhỏ rồi. Lâu lâu mới về làng mua những cái thực phẩm hả chú? Hết cơ đi lê cơ ăn. Dạ. Tại sao chú lại chọn một nơi xa và cao như thế này để mình cất nhà, mình sinh sống vậy chú? Ừ, đừng băng. Chú bị gù cái lưng rồi chú cảm thấy là bị tuổi thân hả? Quê với bà con lối xóm hả? Bị hùng nhỏ, bị cái này nè. Dạ. Nên là chú lên trên đây chú ở một mình luôn. Chú lên trên đây, chú ở trên đây rồi chú làm công việc gì hả chú? Không à. Nuôi nhến. À. Nhến lên hấu búa. Dạ. Nuôi ngạnh. Dạ. Chú có mấy con ngạnh? Ngạnh con anh hai, cháu. Dạ. Chú ít có ba con. Chú ít có ba con thôi. Ừ. Rồi nuôi thêm ngạnh của anh hai nữa. Anh hai. Dạ. Cháu. Cháu có chú nữa. Dạ. Cháu chú là đi làm mướn ở Cam Ranh. Dạ. Là gửi cho chú chăm. Chú có trồng chuối, trồng bắp không chú? Không à. Dạ. Rồi mình không làm công việc gì đầu tiên đâu, mua gạo. Gạo người ta cho 2-3 ký. Họ có tiền mà ra. Không có tiền mà ra? Không. Dạ. Gạo là chăn dê cho anh hai cho gạo hả? Dạ. Anh hai cháu cho. Dạ, rồi ở trên đây rồi ăn lá cây rừng hả? À nè, ăn tệ đu. Ăn trái đu đủ, ừ. Lá đu đủ và lá cây rừng. Bao nhiêu lâu mới ăn thịt một lần? 3 lần, ăn có 1 lần thôi. 3 năm ăn 1 lần. Wow. Chắc chú thèm thịt heo lắm á ha. Biết gì. Nhìn hình ảnh của chú thấy thương quá cả nhà. Rồi ở đây con thấy là xa xôi như thế này. Rồi ở trên đây có cái nguồn nước để mình uống không chú? Ừ. Ở đây chú dùng cái nguồn nước ở đâu? Nước ở kia, thấy không? Dạ. Nước ở đây. Ở ngoài suối hả? Đồ nước mà đó hoa. Dạ, chú có thể là dắt con đi tham quan cái nguồn nước của chú sử dụng được không? Đi. Dạ. Đưa cả nhà mình đi trải nghiệm cái nguồn nước của bà con người đồng bào Rắc Lây nha cả nhà. Ở trên đây ban đêm chắc buồn lắm hả chú ha? Ừ. Cái lưng của chú á,
có một cái cục nu rất là to nha cả nhà mình. Chú có thể là vén áo lên cho cô chú anh chị khán giả xem được không chú? Cái này là bị bẩm sinh từ nhỏ cả nhà mình. Dạ. Nhìn rất là dị luôn cả nhà mình ơi, có đau nhức gì không chú? Ngô bằng dân không à? Dạ, vậy là chú bị cái cục bú này lâu rồi, từ nhỏ. Từ nhỏ rồi. Bẩm sinh. Nên là khi mà ngủ là gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn lắm. Dạ, phải nằm võng mới được, chứ nằm ở dưới sàn là không có nằm được. Không, đau. Bị cấn. Dạ, thấy thương quá. Là quanh năm là ngủ võng chứ không có ngủ chiếu. Không à. Dạ. Đây, quên. Ở trước ngực cũng có nữa hả chú? Có cái này. Dạ. Hiện tại bây giờ chú có uống thuốc không? Không à. Không hả? Không. Con thấy chú rất là nhỏ con á, chú biết chiều cao của mình không? Không à. Đôi chân lên thang độ chú tầm cỡ 1 mét cả nhà. Nhìn cái lưng của chú rất là thương luôn, trước ngực cũng có một cái cục nu nữa. Vậy là chú ở trên đây chú bầu bạn với lại những chú dơi và những chú chó thôi. Ừ. Dạ. Đó có 2 con. Vậy mà con nghe bà con ở dưới làng nói là chú là giống như người rừng vậy đó. Ở trên đây cao xa, mỗi lần đi rất là khó khăn luôn á. Thôi đi. Dạ. Bây giờ chú cháu mình di chuyển qua cái con suối ha. Ừ. Dạ. Đi chú. Mình có thể lấy mình đi theo múc nước không? Đi múc nước rồi ngang qua bên này. Trăng nguyên nguyên lại. Dạ. Nguyên ăn có. Sống trên đây một mình khổ quá chú ha. Thương quá cả nhà. Lâu lâu mới đến thăm một lần. Tại vì á, đôi chân lang thang á, còn giữ một cái quỹ của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chú á. Một năm mấy, 2 năm rồi cả nhà. Cô ấy tặng cho chú có 500 ngàn thôi. Tại vì cái tuyến đường xa quá nên là đôi chân lang thang á, không có lên lại. Một năm mấy rồi mới quay trở lại cả nhà để giải ngân cái số tiền của Mạnh Thường Quân. Cô giấu tên ở bên nước ngoài ở cả nhà mình. Lấy nước mà xa vậy đó hả chú? Đây đây. Mất rồi hả? Dạ. Tên thật của chú là tên là Chambala Thị Ếch đúng không chú? Chambala Ếch. Dạ. Chú là 41 tuổi. 49. 49, dạ. 49 tuổi. Wow, đi lấy nước mà cũng xa quá. Đây. Nước mà đen kho à. Vậy là mình dùng nước này mình nấu mình uống hả chú? Tắm ở đây uống nước kia. Uống nước dưới kia hả? Ừ. Dạ. Đồ khô nước lắm, đến nên nó khô rồi. Khổ về cái nguồn nước hả chú? Đấy. Hôm bữa giờ trên đây có mưa lớn không chú? Không à. Rồi chú tắm ở đây, chú giặt đồ ở đây luôn hả? Giặt đồ ở đây luôn. Đây nè cả nhà, cái nguồn nước rất là đục luôn cả nhà mình ơi. Như là cái hũng nước này có nước mạch không chú? Mạch á. Dạ có mạch nhưng mà ra ít hả? Ừ, ít thôi. Dạ. Phải nói thương chú quá cả nhà. Quanh năm suốt tháng là ở trên núi rừng như thế này. Cái mông á, nè, cái mông. Dạ. Cả nhà thấy xung quanh ở đây có những cái cây tre rất là bằng phẳng, rất là to luôn cái này mình ơi. Mình cây tre đi. Wow, cái cây măng gì mà dài dữ vậy chú? Dạ. Dài lâu rồi. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Ừ. Vậy là chú sống với lại bố mẹ của chú, ông bà là ở trên đây là ngày xưa giờ luôn hả chú? Mẹ đã chết rồi, mẹ bà chết lâu rồi. Dạ. Vậy là ông bà là cũng mất trên đây luôn hả chú? Mẹ ở dưới làng. Dạ, mẹ dưới làng hả chú? Ừ. Dạ. Mẹ ở dưới làng luôn. Chú không có nhớ là chú lên trên đây năm bao nhiêu hả chú? Không biết nữa. Dạ. Đây này cả nhà, có một cái ngọn măng rất là to luôn nè.
Ui. Chia cây nào cây nấy là to, cao, bằng phẳng, cây nhà mình rất là đẹp. Chú có hay đi săn những cái con thú rừng để về làm thức ăn không chú? Mình họ có bên nữa, hết bên rồi. Mình săn bằng dụng cụ gì chú nha? Súng. Súng hả? Súng bi. Súng bi. Súng đó là mình tự chế hả chú? Người ta chế. Người ta chế. Dạ. Dạ. Mỗi lần chú đi săn là chú săn ban đêm hay là ban ngày chú nha? Mưa họ đi đâu, sợ con rắn trắng. Mưa không có đi, sợ rắn. Ừ, rắn. Con rít nữa. Nắng mới đi hả? Nắng đi. Ở rừng núi như thế này thì ban đêm buồn chú không sợ chú? Không à. Không sợ ma hả? Không. Phía bên kia chị rất là nhiều luôn cả nhà mình ơi. Rất là nhiều chị, rất là đẹp luôn cả nhà. Những cây tre như thế này thì tận dụng làm nhà rất là đẹp cả nhà mình ơi. Ở dưới đồng bằng mình không có đâu, ở trên rừng trên núi mới có thôi. Cái... cả một đời người sống nhờ vào núi rừng cả nhà, không có ước mơ, sống lay lóc qua ngày thôi. Wow, chú trồng cây thanh long trái nhiều quá chú ơi. Chú có chín mà. Dạ. Chú đợi con xíu nha. Đây là cả nhà mình. Ở đây có cây mắng cầu nè cả nhà mình. Trái rất là nhiều. Rất là to luôn. Còn phía bên này là có một cây thanh long trái rất là tốt cả nhà. Nhìn rất là đã mắt. Bây giờ quay bên dưới thung lũng cho cả nhà mình xem nha. Từ nhà chú mà quay xuống thung lũng là rất là xa nè cả nhà mình thấy nè. Phải đi qua mấy gập núi mới tới nha cả nhà mình. Bốn bề là núi rừng. Nhà của chú là có hai ngăn nha cả nhà. Ngăn đây là ngăn phòng khách nè. Lúc trước lên đó là Đức Chí Liên Thang tặng cho chú điện năng lượng nè cả nhà mình. Năm mấy rồi chú Quấn còn xài tốt. Ở trong nhà thì có bắp nè cả nhà. Bắp đây chắc liệu là chú để làm giống. Làm giống. Có những cái cây gỗ cả nhà mình thấy không? Những cái tấm ván gỗ đó, rất là hiếm đó cả nhà. Tấm gỗ đó chắc liệu là mấy chục năm rồi đó. Ở đây là chú đẻo một cái cây súng bi nè cả nhà mình. Chú chế cây súng này để đi săn bắn nè. Nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Cả nhà mình thấy không? Rất là đẹp mắt luôn. Họ thì đi săn, họ dùng mình nỏ nữa nha cả nhà. Cho con tham quan nhà của chú chút xíu nha. Không, tham quan đi. Dạ, chú lên đây với con ơi, con sợ. Đừng sợ đâu. Dạ. Những cái tấm gỗ này mà đem được xuống như này mà làm phản, làm dáng là rất là chắc chắn luôn cả nhà mình. Wow. Ở đây có một cái sừng nai hả? Chú ơi, cái này là cây gì vậy chú? Cái mông, cái tăng. Wow, cái gỗ lỗ chắc cả nhà. Ừ. Lỗ chắc mà đẹp như thế này luôn cả nhà mình ơi. Nhìn rất là thẩm mỹ cả nhà. Chắc này chắc hiếm lắm chú ha. Chắc cây liu á. Dạ, chú lên đây đi chú, lên nhà đi. Chú ngủ đây đó hả? Ừ. Dạ. Wow, ở đây con thấy có ụ gà mối này chú này. Ừ. Ụ gà mối này. Đúng không? Ừ. Tại sao lại ụ gà mối lại mọc trong nhà của mình? Đã. Dạ. Đã. Dạ, chú dỡ chiếu lên đi. Đó này. Đó, chú thấy không? Đó. Đá. Đá hả? Chứ không phải ụ gà mối hả? Không à.
Tính ra là người đồng bào Đắk Lây sở hữu những cái gốc cây quý cả nhà. Nhưng mà họ thì làm lũ cực khổ. Nóng quá. Nặng không cháu? Nặng chứ. Đây là lỗi của cây chắc cả nhà. Wow, cái này chú nhặt ở trên núi hả? Anh hai. À, cái này là nếu mà mình về mình trưng cũng đẹp lắm cả nhà mình ơi. Y như là một cái sừng trâu vậy đó. Là sừng hưu gì đó. Nhìn rất là đẹp cả nhà. Wow. Chắc có lẽ là hiếm lắm hả chú ha? Thì hiếm lắm. Lỗi chắc này là chắc hiếm lắm à. Dạ. Đẹp quá chú ha. Đẹp chứ. Dạ cả nhà mình. Hôm nay một ngày rất là mệt mỏi. Đi cái tuyến đường rất là xa xôi. Nhưng em vẫn cố gắng di chuyển lên đến nhà bác chú người ếch. Dạ. Có những cái món quà tình thương gửi tặng cho chú người ếch cả nhà. Hoàn cảnh của chú người ếch rất là thương. Thì lúc nãy Dương Lan cũng đã chia sẻ sơ qua. Cả nhà cũng đã xem và cũng đã hiểu rồi. Dạ hôm nay con có những cái món quà tình thương nha. Dạ. Tại vì con thương chú á nên là con lặn lội đường xa lên đây á. Tặng quà cho chú phải vui mới được nha. Dạ con tặng cho chú một chai xì dầu. Nha con xì dầu không? Ăn ít. Hai chai xì dầu. Dạ có bao nhiêu tặng bao nhiêu nha. Một chai nước mắm. Chú ơi chú nghe con hướng dẫn nha. Nghe kỹ nha. Đây là cái hũ chanh muối của bà On tặng cho chú nha. Cái này chú nấu nước sôi. Xong chú múc 1-2 muỗng chú đổ vào. Chú quậy lên. Chú uống. Khi mà mệt á uống là sẽ bị giải nhiệt. Rồi mình sẽ khỏe. Dạ. Rồi bịch muối này là muối tôm khô của bà On tặng cho chú luôn nha. Dạ. Muối tôm khô này chú có thể là chan cơm ăn được. Rồi mình chấm rau củ quả ha chú ha. Nhưng mà chan cơm thì chan ít thôi chứ đỡ mặn. Dạ. Chú có mừng vui không? Cảm ơn cháu. Dạ. Ở rừng núi mà được tặng những cái món quà như thế này phải nói rất là mừng, rất là vui luôn cả nhà mình ơi. Rồi tặng cho chú 1 ký cá cơm khô. Chú có thích ăn cá cơm này không? Thích á. Dạ. Ở trên núi mà có cá cơm ăn á là phải nói là rất là vui mừng luôn hả chú ha. Cảm ơn. Nãy là cái tuyến đường lên đó cả nhà, đưa trên lương thang đã tặng hết 3 ký rồi. Hôm nay mang theo có 4 ký thôi cả nhà. Mình đi xa mình mang vác nhiều đồ rất là mệt cả nhà mình ơi. Rồi tặng cho chú người ếch một cái giỏng mới nha. Giỏng này cũng của bà On nha. Tặng kèm theo dây nè, đỡ cột nè. Rồi tặng cho chú người ếch 1 ký đường nè. Gì rồi? Nhà chú người ếch còn đường không? Không có. Không có hả? Rồi tặng cho chú người ếch 1 cái gối mới của bà On nha. Dạ. Dạ xin lỗi, cái gối này không phải của bà On nha cả nhà. Cái gối này là của sư cô tặng cho chú nha. Đây là quần áo này cả nhà mình. Này mang áo lên rất là nhiều để tặng cho chú này. Chắc có lẽ là quanh năm suốt tháng là chú không có đi sắm quần áo được. Áo mưa tặng cho chú người hết. Áo mưa này là của bà On tặng cho chú nha. Dạ. Cảm ơn cháu. Ở đây có xà bông gội đầu cả nhà. Ây da. Wow, nhiều đồ quá. Cả nhà mình thấy á, xà bông gội đầu rất là nhiều nè. Xà bông này là của anh Sinh nha cả nhà. Anh Sinh ảnh làm bên mảng này á, với tiếp thị á, nên là ảnh thương bà con, anh tặng cho bà con. Đây là xà bông gội đầu hả chú ha. Còn cái này là dầu xả ha. Dầu xả này cũng của anh Sinh luôn nha. Đây thêm một dây dầu xả nữa. Rất là nhiều luôn ha. Cái này là để mình giặt đồ xong mình xả cho thơm. Dạ. Rồi chú người ếch bỏ qua đó đi. Còn nhiều quà lắm. Rồi chú người ếch nè, đứng dậy cho con mặc đồ thử. Mặc áo này vừa có vừa không nè. Áo này là của bà On tặng cho chú người ếch. Ở trên núi trên rừng như thế này thì mặc áo này rất là ấm đó nha. Không biết mặc có vừa hay không. Tại vì chú nhỏ con quá. Trời ơi cái này mà mặc ngủ ban đêm chắc chùm luôn, thay cái mền luôn á. Thay thế cho cái mền luôn. Chú có thích không? Thích á. Dạ, có mừng không? Mừng. Có bao giờ
Gia đình của chú mà sắm đồ mới cho chú chưa? Không à. Không có hả? Là chú mặc đồ cũ quanh năm suốt tháng luôn hả? Người ta cho. Dạ. Đồ mặc là người ta cho thôi. Hiện tại là chú có bao nhiêu bộ đồ? Chú có bao nhiêu bộ đồ để thay ra thay vô? 2-3 bộ. 2-3 bộ à? Trời ơi. Bây giờ mặc luôn nha, cho ấm luôn nha. Lạnh quá. Lạnh quá hả? Rồi, ở đây là cũng có một cái áo ấm nữa nè. Áo này thì nhỏ hơn áo đó nè. Là vừa luôn nha cả nhà. Chú có thích không? Thích đó. Vui không? Vui. Dạ, rồi. Thế bơ nha nha. Dạ, từ từ, chưa xong. Tặng một lần xong đem vào nhà luôn. Wow, cái áo này cũng bự nè, đẹp không? Đẹp chú? Bự quá vậy, hình lớn quá vậy. Dạ. Thì tại vì mình mặc là mình chùm luôn cho ấm. Ừ. Dạ, không có cái áo nhỏ cả nhà. Chỉ có áo cỡ này thôi. Đây nha. Thêm một cái áo ấm nữa nè. 3 cái, 4 cái luôn. Wow, mới đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, tặng cho chú luôn nha. Dạ, còn đây á là một cái mền của bà On tặng cho chú luôn nè. Rồi, chú ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Vui quá ha chú ha. Mền này rất là dày, đắp rất là ấm đây nè. Rồi, ở đây á là đôi chân lên thang mang theo dầu gió nha cả nhà. Dầu gió của Mạnh Thường Quân có tên là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một chai dầu gió ở bên nước ngoài á, Mạnh Thường Quân gửi về tặng cho bà con miền núi. Dạ. À, chú có biết nói tiếng Nam Mô A Di Đà Phật không? Không. Chú nói theo con thử nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ đúng rồi. Dạ, chai dầu này là của bà On. Bà On tặng cho chú là để cho chú là khi mà đau cái cổ á, mình tha ít thôi, mình lên mình bóp massage ha. Không có uống nha. Không. Còn cái này là dầu gừng của chị Lưu Hưng nha cả nhà. Dầu gừng cái này là chị có công dụng là nhức mỏi lưng với lại đau mắt cá xương khớp đó, là mình quẹt vào mình tha lên cái chỗ đau bên này luôn. Dạ, đau khớp gối đó. Dạ, chú có vui không? Vui chứ. Mừng không? Mừng, cảm tao vỗ tay. Thấy thương quá cả nhà. Lùi cuộn mình sống trên núi đêm thôi. Quần áo. Mưa rồi, chạy thôi. Chạy vào nhà chú cả nhà, mưa rồi. Mưa to, nhanh chú ơi. Hôm nay đi một ngày gặp 3 trận mưa luôn cả nhà, mưa rồi hết rồi. Mưa tiếp. Lên đi. Dạ, lên nhà, mưa. Lên nhà. Lên quê nhé. Không có cái cầu thang để bước lên luôn cả nhà ơi. Mỗi lần lên là phải đu lên như này. Ây da. Dạ, cả nhà mình ơi, đôi chân lên thang đã tặng quà cho chú ngựa hết rồi. Trời thì đang còn mưa cả nhà, đôi chân lên thang tranh thủ thời gian nha cả nhà mình. Hôm nay á, là đôi chân lên thang quyết định lên trên đây á, thăm lại cái hoàn cảnh của chú người ớt. Thì cách đây cũng 1-2 năm rồi cả nhà mình, cũng khá là lâu rồi. Đôi chân lên thang còn giữ cái quỹ của cô giấu tên ở bên nước ngoài. Cô ấy nhờ bà con của cô ấy ở Việt Nam chuyển cho đôi chân lên thang 800 ngàn. À, cô ấy tặng cho đôi chân lên thang 300 ngàn để hỗ trợ đôi chân lên thang đủ sang ăn uống. Còn 500 ngàn thì cô ấy có cái lời dặn như thế này: con cứ giữ đó đi, khi nào có cơ hội con quay trở lại thì tặng cho chú người ớt giùm cô. Tại vì cô cũng lớn tuổi rồi cả nhà. Cô ấy là lãnh lương hưu ở bên nước ngoài cả nhà. Thì cô tâm sự vậy, hôm nay là đôi chân lên thang nhớ chợt lại, dạ, quỹ của cô ấy. Và nhớ chợt lại cái hoàn cảnh của chú người ớt. Thì cái hoàn cảnh của chú người ớt thì tật nguyền. Dạ, sống neo đơn một mình, rất là cần sự giúp đỡ. Lúc trước thì cũng có hỗ trợ đèn năng lượng và những cái món quà tình thương rồi, cũng có hỗ trợ một ít tiền. Nhưng mà thời gian khá lâu, chắc chú người ớt dùng cũng hết rồi. Dạ, hôm nay quay trở lại cũng là một cái niềm an ủi đối với chú. Mình tặng quà cho chú thì biểu cảm khuôn mặt của chú Dương Thang cảm nhận được là chú rất là vui mừng. Dạ. Ở trên rừng trên núi mà cao mà xa. Ngôi nhà của chú là trên đỉnh núi cao luôn nha cả nhà mình. Cao hơn tất cả những ngôi nhà khác của bà con người đồng bào Rắc Lây miền núi. Dạ. Thì hôm nay á là đến đây tặng cho chú những cái món quà của bà On nè, anh Sinh nè, sư cô nè, Mạnh Quân Nam Mô với Đà Phật và chị Lưu Hưng, những cái thiết yếu. Dạ, đôi chân lên thang thay mặt chú gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân đã tặng những cái thiết yếu. Đôi chân lên thang cũng có mua những cái món quà tình thương như là đường,
nước tương, nước mắm cả nhà. Thì hôm nay đi xa thì không công an bắt được gạo. Hôm nay Đôi Chân Linh Thang xin phép trích quỹ của sư cô Thích Chi Hạnh ở Mỹ. Đôi Chân Linh Thang vẫn còn giữ quỹ của cô. Dạ, sư cô nói là trích quỹ ra để tặng cho bà con. Đôi Chân Linh Thang xin phép là mình làm xen kẽ nha cả nhà. Giải ngân để làm hài lòng người này thì cũng phải làm hài lòng người khác. Dạ, cho tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đều vui. Dạ, mỗi tập là mỗi Mạnh Thường Quân. Chứ Đôi Chân Thang giữ tiền lâu không có giải ngân thì Mạnh Thường Quân cũng buồn cả nhà mình. Hôm nay xin phép trích quỹ của sư cô Thích Chi Hạnh ra 5 triệu. Lúc nãy Đôi Chân Thang di chuyển cái tuyến đường lên nhà chú Nghĩa ớt thì có gặp ba hoàn cảnh cả nhà. Đôi Chân Thang đã hỗ trợ cho mỗi người là 1 triệu đồng. Dạ. Thì Đôi Chân Thang tặng cho hoàn cảnh của cái cô mà phát cỏ cả nhà là 2 ký cá cơm khô với lại 1 triệu và một chú người dân tộc đồng bào Đắk Lây miền núi không biết tiếng Kinh cả nhà, ăn lá cây rừng. Dạ, nghe qua hoàn cảnh phải nói rất là thương luôn cả nhà mình ơi. Và một chú là cũng là người đồng bào Đắk Lây, sống cũng trong một thung lũng núi nhưng mà ở dưới kia cả nhà. Ba hoàn cảnh là 3 triệu. Dạ, thì 500 ngàn đây là của Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên nước ngoài tặng cho chú nha. Và Đôi Chân Thang xin phép trích quỹ 5 triệu là tặng thêm cho chú là 1 triệu nữa nha cả nhà. Thì 3 triệu cộng thêm 1 triệu cộng thêm 1 triệu là 4 triệu. 2, 4, 6, 8, 10. Dạ, là 4 triệu. 4 triệu với lại Đôi Chân Linh Thang trừ tiền phần quà cá khô ra cả nhà là 500 ngàn, là 4 triệu rưỡi. Dạ, 4 triệu rưỡi là 500 ngàn riêng này, đây là của cô, là còn là thêm 500 ngàn nữa. Dạ, là Đôi Chân Linh Thang xin trích quỹ chẳng 5 triệu nha cả nhà, của sư cô Thích Chi Hạnh. Đây, 500 nữa là tổng phần quà hôm nay là chú nhận rất là nhiều quà luôn á. Dạ, cảm ơn cháu. Chú vỗ tay thay lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Vâng. Dạ, vâng. Chú có vui không? Vui. Con hỏi chú một vấn đề này nha. Chú có ước mơ không? Mình ơi, xuống ra ngoài là mưa chứ, mình không có mưa. Ước mơ á? Ừ. Ước mơ á? Ước mơ ví dụ như có một cái đài radio để mình nghe nhạc ban đêm để đỡ buồn. Là không có đài. Không có đài mà quên đi cả nhà ơi. Lên tới đây rồi xa quá. Phải biết trước là mình suy nghĩ kịp là mình mua radio lên tặng cho chú rồi. Ước mơ có đài radio. Rồi ước mơ có gì nữa ba chú? Mê đi chùa hả? Dạ. Biết chứ. Biết mơ chứ. Không biết mơ. Chú cũng không rành về tiếng Kinh nhiều cả nhà. Vậy là vui hả chú ha? Vui chứ. Vui cháu. Dạ. Cảm ơn chú nha. Chắc có lẽ là Đôi Chân Linh Thang xin phép nha cả nhà mình. Tranh thủ thời gian đi xuống núi cả nhà. Chiều rồi cả nhà. Thì đã bây giờ là 4 giờ chiều rồi cả nhà mình, mà chú Ngỡ nói là ở phía bên này là có một hoàn cảnh của một người đàn ông sống cũng ẩn danh như chú Ngỡ luôn đúng không chú? Chú Ngỡ muốn Đôi Chân Linh Thang đến giúp đỡ cho hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh đó khổ lắm hả chú? Không có gạo ăn luôn hả? Không à. Bây giờ là chú Ngỡ dắt con qua đó nha. Dạ, đã lên tới đây rồi cả nhà, xa xôi nữa mình không giúp thì cũng tội họ cả nhà mà. Qua hỗ trợ được cái gì thì Đôi Chân Thang sẽ cố gắng hết sức nha. Đôi Chân Thang cũng xin phép cả nhà là chia ra 2 tập nha cả nhà, tại vì dài quá rồi. Đó nên là Đôi Chân Thang sẽ kết thúc ở đây và ngày mai Đôi Chân Thang sẽ đăng cái tập video mà cái chú mà ẩn danh trong rừng đó cả nhà, không có gạo ăn á mà xuống làng sợ xe hả chú? Sợ xe. Dạ, ở trên núi thôi. Dạ. Dạ, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến sư cô Thích Chi Hạnh. Dạ, con xin chúc cho sư cô Thích Chi Hạnh có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân tặng quần áo, tặng những cái thiết yếu. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Chúc cho Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Đôi Chân Linh Thang xin phép là khép lại video tập của chú Ếch nha cả nhà. Đôi Chân Linh Thang sẽ nhờ chú Ếch dẫn qua, chú Ếch nói là đi qua đó tầm cỡ nửa tiếng. Dạ. Mình xuống tối một chút xíu cũng được cả nhà, nhưng mà giúp được cho bà con ở trên đây thì mình cũng cố gắng hết sức cả nhà.
cả nhà cảm thấy, cảm nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của chú người ớt thì có thể là bình luận góp ý nha cả nhà. Dạ, có thể là giúp chú người ớt chia sẻ một được chia sẻ của cả nhà là một niềm may mắn đến cho chú người ớt có ước mơ được một cái radio để ở trên đường trên núi nghe đỡ buồn. Đúng dạ. Vỗ tay một lần nữa nè, rồi tạm biệt khán giả chú người ớt ha. Dạ, bye bye.